xin kính chào quý cô chú anh chị, chào mừng mọi người đã quay trở lại. Thì à, cũng gần tới à, Tết rồi mọi người. Đó, thì à, cũng à, ra cũng chúc mọi người à, à, cũng đang tất bật à, đón chào một cái năm mới. À, và hôm nay thì à, ra cũng tranh thủ à, đây hôm qua thì à, bên shop em có về hàng à, và đây là một cái lô hàng cuối cùng của năm 2022 thì à, à, em à, trong năm nay thì à, em uh, quay lại những cái gì đó mình đã đã, đã, đã làm thì uh, em cũng phải cố gắng hơn nữa để phục vụ cho quý cô chú anh chị một cái chất lượng và sản phẩm tốt nhất uh, trong cái lô hàng cuối cùng này thì uh, hôm nay em sẽ về được uh, một vài cây Moritz classic và uh, vài cây Moritz classic này thì uh, phân khúc cũng rất là rẻ mọi người rất là rẻ uh, thì trên tay em đây là một cây uh, moric đúp 10 am à, 18 à, được sản xuất vào năm à, và vào thập niên 70 nha mọi người cái cây này và à, trên đây thì nó không có ghi à, năm sản xuất cho nên à, em không có biết à, chính xác cụ thể là cây này là nó sản xuất vào năm mấy nhưng mà à, theo em được biết là được sản xuất vào à, thập niên 70 nha mọi người rồi à, và được sản xuất tại nhật luôn thì à, phân khúc cái cây này thì à, bên em bán là 3 triệu rưỡi à, ngoại hình thì à, nguyên bản hết và ngoại hình còn khá là đẹp nha mọi người. Lớp sân bóng cũng khá là đẹp. Đó, mọi người nhìn thấy ha. Đó. Ngoại hình cái này thì khá là đẹp nha mọi người. Đó, mọi người xem video của em mọi người tự đánh giá nha. Vì đây là một cái đèn cũ ha, độ mới cũng còn khá là cao. À, mọi thứ là nguyên bản hết Thì kêu góc cần jean trên góc cần nó có chạy một uh, một điểm nhỏ xíu nè, đó. Rồi à, phần ngựa thì đẹp ha mọi người, phần ngựa đẹp nguyên zin. Ngựa nè mọi người, sạch sẽ ha, khích khao rất là đẹp đó. màu cái màu của nó cũng đẹp nữa mọi người cái độ sơn bóng nó cũng rất là đẹp hơn người ha mặt lưng cũng đẹp mặt lưng có cái bộ gỗ vân cũng rất đẹp rồi phân khúc thì ba triệu gửi uh, thôi mọi người ơi ba triệu gửi thôi à, bộ khóa vẫn còn rất là đẹp hơn người ha khóa bạc à, vẫn còn rất là đẹp đơn giản ha thì nếu mà mọi người uh, cầm 3 triệu rưỡi thì mọi người có thể mua được uh, rất là nhiều uh, dòng đàn. Đó, tuy nhiên thì uh, nếu mà đối với phân khúc mà ba triệu rưỡi mà mọi người muốn kiếm một cây Moric M18 thì rất khó nha mọi người rất khó nha tại vì cái số lượng guitar classic Moric nó ra nó không có nhiều đó thì mỗi lần em về thì cũng hên xui cũng được khoảng hai ba cây vậy thôi còn ví dụ như là Yamaha nè đó Aria thì em em về hàng nhiều nhất là Yamaha thì em về rất là nhiều classic về hụt dòng Yamaha còn riêng mà phân khúc mà ba triệu rưỡi mà mọi người mua một cây đàn của hãng thương hiệu này á, thì mọi người cũng khá là hiếm sự lựa chọn ở phân khúc đàn Moritz nha mọi người tại số lượng nó cũng khá là ít đó và tiếng âm thanh của nó thì cũng khá là chất lượng à, phím gõ phím sắt thì vẫn còn nguyên bản nha mọi người đó, phím gõ phím sắt vẫn còn nguyên bản là mọi người thấy ha đó em em dí sát cho cho mọi người xem nè đó, M18. Đó, M18 Moric được sản xuất tại Nhật Bản luôn nha. Rồi, cái đèn này 3 triệu rưỡi quý cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm dòng đèn Classic Moric này à, cho đủ series á, thì cứ nhắn cho em nha cái này cũng rất là đẹp và cũng rất là phù hợp cho quý cô chú anh chị nào mà mình sưu tầm đó nha mọi người đó mọi người xem tổng quan lại một lần nữa giúp em nha rất đẹp đó rất đẹp chi tiết còn màu sơn còn rất là bóng bẩy và nó không có bị mờ nó không có bị mây ha Đó, một cái cái đèn được bảo quản rất tốt nha mọi người các chỉ nẹp rồi này vẫn còn rất là đẹp kích khao nha Đó, chỉ nẹp không bên hông cái phím á vẫn còn rất là đẹp ha rồi bộ khóa thì những cái tay nắm thì vẫn còn trắng à, nó chưa có bị, bị ố vàng Đó, mặt tớp rất đẹp mặt lưng cũng rất đẹp luôn không tất cả mọi thứ thì đẹp hết mọi người thì nó chỉ có ví dụ có chạy xước rồi em có chỉ cho mọi người đó. cái chạy cho nó góc cần những tí thôi đó, không vấn đề gì. Cần đàn thẳng ha. Thẳng đẹp, action cũng vừa. Đó. Cái lực còn khá là cao nè mọi người. Đó mọi người thấy cái lực khá cao ha. Đó lực còn khá là cao. Đó action là vừa ha. Đó action này là vừa chơi, mềm tay lắm rồi. Rồi, thì ra xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị. À, quý cô chú anh chị nào mua hàng thì liên hệ với số Zalo của em ở góc màn hình ha. 0976546688 rồi à, thì um, ra xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị à, và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo